Chị mới gia nhập công ty Sơn Tùng chưa được bao lâu, nhưng Hải Tú đã dính scandal lớn nhất ảnh hưởng đến sự nghiệp. Mỹ nhân sinh năm 1997 là một trong những người may mắn nhất vượt qua những cái tên khác để trở thành gà cưng của công ty Sơn Tùng. Tượng trưng với việc trở thành nghệ sĩ độc quyền của nam ca sĩ gốc Thái Bình, cô sẽ có nhiều lợi thế. Nhưng Hải Tú bất ngờ bị gọi tên giữa drama trà xanh của Sơn Tùng. Không chỉ có Hải Tú khôn đốn vì bị nhãn hàng quay lưng, mà các sao Việt trước như Hồ Ngọc Hà, Ngô Kiến Huy, Harry Won. Trước khi vào phần xem clip, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh thứ hai được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho tụi mình nhé. Tám diễn viên Việt bị cắt vai vì lộ clip nóng, scandal thái độ thiếu chuyên nghiệp. Đã có không ít tên tuổi đình đám của thế giới vì vướng scandal mà phải lao đao sự nghiệp, bị hủy hoại hàng loạt hợp đồng quảng cáo trị giá nhiều triệu đô. Và sao Việt cũng không là ngoại lệ. Họ phải gánh chịu những tổn thất nặng nề cả về tiền bạc lẫn danh tiếng để rút ra bài học đắt giá cho bản thân. Một khi sống thiếu chuẩn mực, phụ rẫy lòng tin của công chúng. Hãy cùng điểm qua những cái tên sau đây. Tú. Sau hơn 2 tuần xuất hiện nghi vấn Sơn Tùng chia tay Thiều Bảo Trâm sau 8 năm yêu đương âm thầm, câu chuyện tình cảm của cả hai vẫn thu hút sự chú ý lớn của người hâm mộ. Hải Tú, diễn viên độc quyền của công ty Sơn Tùng, bị nghi ngờ là người xen vào mối quan hệ Tùng-Trâm, nhận hàng loạt chỉ trích nặng nề. Vướng vào những nghi vấn, đồn đoán chưa được xác thực của dân mạng, Hải Tú bị lập nhiều group anti-fan và họ liên tục để lại bình luận yêu cầu các nhãn hàng ngừng hợp tác với nàng thơ Sơn Tùng. Mới đây, một nhãn hàng làm đẹp đã phải lên tiếng tuyên bố ngừng hợp tác với Hải Tú trong thời gian tới sau khi nhận hàng loạt bình luận tẩy chay, chỉ trích từ anti-fan. Những ồn ào đồn đoán xoay quanh việc Hải Tú liên quan đến mối tình của Sơn Tùng, Thiều Bảo Trâm vẫn chưa được làm rõ, nhưng sức ép từ cộng đồng mạng đã khiến nhãn hàng nhận định đây là một scandal. Quản trị viên còn hứa hẹn thay đổi hình ảnh đã hợp tác với Hải Tú, kèm theo là lời cảm ơn anti-fan đã góp ý. Trước đó, một nhãn hàng khác cũng phải lên tiếng giải thích chỉ mời Hải Tú đóng quảng cáo, chứ không hợp tác làm đại sứ thương hiệu. Đồng thời, nhãn hàng này cũng hứa hẹn ra soát hình ảnh khi dân mạng yêu cầu cắt hết cảnh quay của gà cưng Sơn Tùng. Trâm Anh. Trâm Anh nổi lên như cồn sau chương trình Mảnh ghép tình yêu cùng nghi vấn tình ái với streamer Biu Biu. Cô trở thành một hot girl khá đắt show quảng cáo và thậm chí còn được mời đi đóng sitcom siêu quậy do ca sĩ Nhật Thủy đầu tư sản xuất. Tuy nhiên, đùng một phát khi clip nóng của Trâm Anh bị phát tán trên mạng và trở thành một sự việc ồn ào trong cộng đồng mạng. Lúc này, nhà sản xuất đã quyết định cắt vai của cô trong sitcom này và gỡ bỏ hoàn toàn 8 tập phim có sự tham gia của Trâm Anh khỏi YouTube để tránh ảnh hưởng đến toàn bộ dự án. Hồ Ngọc Hà. Nữ hoàng giải trí, từng gặp nhiều scandal trong sự nghiệp, nhưng chịu hậu quả nặng nề nhất chính là scandal với đại gia Kim Cương, Chu Đăng Khoa năm 2016. Những ồn ào về người thứ ba đã khiến Hồ Ngọc Hà vấp phải sự phản ứng đến từ các mẹ bỉm sữa. Thời điểm ấy, hội người tiêu dùng thông minh gắn liền với slogan Hoa đơn không hà, hóa đơn không hà, được thành lập như một kênh thông tin chính thức dành riêng cho những bà mẹ, quyết tâm bài trừ thương hiệu có hà hồ. Hội cũng kêu gọi các thành viên không cổ vũ khi hà hồ hát, không mua băng đĩa có hà hồ tham gia. Mặc dù tồn tại dưới nhiều hình thức nhưng chủ yếu các hội viên đều trung thành với châm ngôn bất di bất dịch, hay hàng khác tránh mát hà hồ. Không dừng lại ở lời nói suông, hội bà mẹ bỉm sữa còn gửi thư đến nhà sản xuất nhằm yêu cầu hủy bỏ hợp đồng với giọng ca tội lỗi. Huỳnh Anh. Dù là một diễn viên khá triển vọng của màn ảnh Việt, nhưng Huỳnh Anh nhiều lần bị chỉ trích vì thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp của mình. Đỉnh điểm của mọi việc chính là sự việc diễn ra khi Huỳnh Anh tham gia dự án truyền thuyết về Quán Tiên. Đoàn làm phim đã không thể liên lạc với nam diễn viên và phải đợi suốt một ngày, sau đó quyết định cắt vai của Huỳnh Anh. Sự việc càng ồn ào hơn sau khi Huỳnh Anh lên tiếng, biện hộ rằng mình bị ngất vì dị ứng hải sản, phải đi cấp cứu và đã liên lạc với ekip ngay sau khi tỉnh lại. Tiếp đó, nam diễn viên còn có nhiều phát ngôn tỏ ra coi thường biên kịch bộ phim và từ chối trả lại các xe ứng trước nếu không nhận được lời xin lỗi từ đoàn phim. Sự việc này khiến anh bị chính những người đồng nghiệp là các đạo diễn, diễn viên mắng vô học và thiếu đạo đức. Đây không phải là lần đầu tiên Huỳnh Anh vướng tín đồn ồn ào liên quan đến thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp. Tháng 7 năm 2018, Việt Hương từng livestream bày tỏ thái độ bức xúc trước cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của một nam diễn viên khi đến trễ,
khiến cả ekip phải chờ dù gọi hơn 78 cuộc nhưng không bắt máy. Sau đó, diễn viên Thiên Sứ 99 xác nhận mình là người được Việt Hương đề cập đến trong đoạn clip. Anh tỏ ra hết sức xấu hổ trước hành động của mình. Hình Anh giải thích lý do để mọi người chờ đợi và cuối cùng phải hủy show là do điện thoại bị giật nên mất lịch làm việc, không nhớ hôm đó có lịch quay. Đêm trước đó, anh quay phim Cả Đêm Ngoài Mưa nên phải nhập viện truyền dịch vì sốt cao nên để điện thoại dự phòng ở nhà và không biết nhà sản xuất đã gọi đến 78 cuộc. Trường Giang. Theo dự kiến ban đầu, vai nam chính trong Hy Sinh Đời Trai được giao cho Trường Giang. Tuy nhiên vì thái độ ngôi sao cùng cách làm việc vô trách nhiệm, đạo diễn Lưu Hình đã thẳng tay cắt vai diễn, chia sẻ với báo chí. Anh cho biết, nhà sản xuất bộ phim Hy Sinh Đời Trai ban đầu yêu cầu Trường Giang đóng vai nam chính. Mặc dù chẳng biết Trường Giang là ai do bản thân không xem phim hài, nhưng anh cũng đồng ý vì lý do, nghe nói chú này đang hot lắm. Khi được hỏi lý do cách vai nam chính của gương mặt đang nổi như cồn của làng hài phía Nam, đạo diễn Lưu Hình tâm sự. Trường Giang vô trách nhiệm, vô kỷ luật, tôi thuê một nhạc sĩ dạy cho các diễn viên hát, nhưng người khác đến nhà học, riêng Trường Giang yêu cầu nhạc sĩ đến nhà anh ta, tôi cũng chịu luôn, vậy mà Trường Giang không bao giờ đúng giờ. Cuối cùng tôi quyết định thay vai, tôi không thể làm việc với một người như thế được. Tuy nhiên phía Trường Giang khẳng định, sự việc này là do chính anh quyết định hủy chứ không hề bị cắt như lời đạo diễn. Lý do được đưa ra ở đây là vì cả hai bên không thỏa thuận được lịch quay và danh hài gốc Quảng Nam cũng không chấp nhận được cách làm việc thiếu chuyên nghiệp từ phía đạo diễn. Harry Won. Sau khi kết thúc chuyện tình 9 năm với Tiến Đạt chưa được bao lâu, Harry Won nảy sinh tình cảm với Trấn Thành. Việc nữ ca sĩ người Hàn đến với Trấn Thành nhanh chóng sau khi đổ vỡ khiến dư luận ném đá dữ dội. Chỉ vì hẹn hò sai thời điểm với Trấn Thành, Harry Won bị hủy hợp đồng quảng cáo hàng loạt và danh tiếng tổn thất rất nặng nề. Ngay cả Trấn Thành cũng phải đứng ra van xin dư luận buông tha cho họ. Huy Cung. Vốn là người kín tiếng, Huy Cung ít khi chia sẻ chuyện đời tư đến công chúng. Tuy nhiên, scandal của Trấn Thành hồi tháng 6 năm 2020 đã khiến anh bức xúc nhớ lại quá khứ trước đây của mình, cũng là nạn nhân tương tự. Anh đã làm một video chia sẻ với khán giả về vụ việc trên kênh YouTube. Cụ thể 2 năm trước, trong ngày trọng đại của cuộc đời, Huy Cung đã bắt đầu nhận phải những thông tin sai lệch tràn lan trên mạng xã hội. Nàng vlogger bị đồn sử dụng chất kích thích, vợ sắp cưới học sớm và làm nghề bị xã hội lên án. Đứng trước những tin tức quá tiêu cực, Huy Cung khó lòng giải thích với những nhãn hàng đang làm việc. Anh bị hủy ngay 5 hợp đồng khi đang hợp tác, khiến khoảng thời gian sau kết hôn trở thành nỗi ám ảnh với anh. Ngô Kiến Huy, chàng bắp cũng có khoảng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời không bao giờ quên là khi vướng scandal vào năm 2011, khi sự nghiệp đang đỉnh cao. Dưới scandal có con riêng với em gái Thanh Thảo, Ngô Kiến Huy cho biết anh bị hủy hợp đồng quảng cáo, mất show diễn gần như không còn gì trong tay. Chàng bắp chia sẻ, thời điểm đó tôi tuyệt vọng vì không có thu nhập, không thể làm trụ cột kinh tế cho gia đình. Tôi đã phải đi bưng bê trà sữa, đóng vai quần chúng vì gặp scandal ngày đó. Vừa rồi là 8 sao Việt bị cắt vai, hủy hợp đồng quảng cáo vì lộ clip nóng, scandal tình ái hay thái độ thiếu chuyên nghiệp. Đừng quên ủng hộ chúng tôi bằng cách nhấn like và subscribe kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.